Hơn 470 người đã được giải cứu ở biển Địa Trung Hải trong bối cảnh làn sóng di cư đến Italia đang gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trong số những người được giải cứu có 205 trẻ em, nhóm viện trợ bác sĩ không biên giới đang phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đưa những người di cư trên 15 tàu trên biển. Gần 126.000 người di cư đã đến Italia trong năm nay, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 14 người trên một chiếc máy bay nhỏ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở bang Amazonas, miền Bắc Brazil. Vụ tai nạn máy bay xảy ra ở tỉnh Barcelos, cách thủ phủ của bang Amazonas khoảng 400 km. Hãng hàng không Manaus Eurotaxi đã đưa ra một tuyên bố xác nhận rằng xảy ra vụ rơi máy bay. Ông Wilson Lima, thống đốc bang Amazonas cho biết các nạn nhân là khách du lịch, đồng thời cho biết là thêm nguyên nhân vụ tai nạn đó là do lỗi lộ trình khi hạ cánh. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Vladivostok trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới vùng Viễn Đông của Nga. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin, hai bên đã trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế nảy sinh nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật, hợp tác và trao đổi lẫn nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.